Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tình hình trật tự an toàn giao thông toàn tỉnh 12 tháng năm 2020. Phòng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra xe ô tô khách trên tuyến quốc lộ 1A dịp Tết Dương lịch. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, 12 tháng năm 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm ngoái. 12 tháng năm 2020 xảy ra 207 vụ tai nạn giao thông, làm chết 148 người, làm bị thương 143 người, so với cùng kỳ năm 2019, tăng 58 vụ, tăng 38%, giảm 11 người chết, giảm 7%

Đường sắt tiếp tục mở bán hàng chục mắc tàu địa phương trên các tuyến chạy trong dịp Tết Tân Sửu 2021. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ chiều 30 tháng 12, tiếp tục mở bán vé tàu địa phương dịp Tết Tân Sửu 2021 phục vụ hành khách đi tàu các tuyến Hà Nội, Lào Cai, Hà Nội, Vinh, Hà Nội, Yên Bái, Hà Nội, Hải Phòng. Tuyến Hà Nội, Vinh, ngoài chạy thường xuyên đôi tàu NA1, NA2, ngành đường sắt còn lập thêm các mắc tàu tăng cường chiều Hà Nội, Vinh, có các tàu NA3 chạy các ngày từ mùng 8 tới 13 tháng 2 năm 2021, NA7, NA9 chạy ngày mùng 9 tháng 2. Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12, trên tuyến tỉnh lộ 725 đoạn qua xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến hai người tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên xe tải biển kiểm soát 49C16174, chưa rõ danh tính tài xế điều khiển xe lưu thông trên tỉnh lộ 725 theo hướng từ huyện Lâm Hà đi xã Tân Hà. Khi xe tải chạy qua địa điểm trên bất ngờ tông liên hoàn với nhiều ô tô và xe máy. Sau cú và chạm liên hoàn, chiếc xe tải cuốn xe máy vào gầm khiến hai người phụ nữ tử vong tại chỗ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo cho tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A dịp Tết Dương lịch, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo trạm cảnh sát giao thông Quảng Sương tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát đối với xe ô tô khách tuyến Bắc Nam, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuyến quốc lộ 1A trong dịp Tết Dương lịch, lượng người và phương tiện tham gia giao thông đã gia tăng đột biến, nhất là phương tiện xe ô tô vận tải khách tuyến Bắc Nam nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại an toàn. Trạm cảnh sát giao thông Quảng Sương đã bố trí các tổ tuần tra lưu động cắm chốt trên tuyến để kiểm tra xe ô tô khách. Qua công tác kiểm tra cho thấy, năm nay, cơ bản các chủ xe, lái xe đã chấp hành nghiêm quy định, không nhồi nhét chở quá số người quy định. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn còn nhiều chủ xe còn chủ quan lơ là, đa số hành khách trên xe đều không đeo khẩu trang, thậm chí có xe còn không trang bị bình xịt kháng khuẩn và khẩu trang cho cả lái xe và phụ xe. Trạm cảnh giao thông, phòng giao thông cũng đã kích triển khai cái lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm những cái hành vi vi phạm xe ô tô chở khách chở quá số người, không có lệnh vận chuyển, đón trả khách không đúng nơi quy định. Đồng thời Ờ, cũng tăng cường cái xử lý vi phạm tốc độ để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông trên tuyến trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch. Dự kiến trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A sẽ có những diễn biến phức tạp, số lượng xe khách lưu thông trên tuyến sẽ tăng cao. Vì vậy, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc trên tuyến, trạm cảnh giao thông Quảng Sương sẽ tiếp tục thường xuyên duy trì các tổ công tác, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.